Nguyên Khang. Rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê thứ bảy của Viettv Australia. Và kính thưa quý vị khán giả, trong những cái chương trình Cà phê thứ bảy trước đây thì Nguyên Khang đã đề cập đến rất nhiều những hình thức đầu tư, và hình thức đầu tư mới nhất trong những tuần vừa qua đó là vấn đề khởi nghiệp. Chúng ta đã đi từ những cái giai đoạn sơ khởi của khởi nghiệp, làm thế nào để có một cái ý tưởng theo Khang đó là quan trọng nhất. Kế đến mới là vấn đề tài chính, nguồn vốn huy động như thế nào. Những thông tin này chúng tôi cũng đã lần lượt đề cập trong những tuần lễ vừa qua. Và trong chương trình ngày hôm nay thì khởi nghiệp vẫn tiếp tục là đề tài. Và một yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của những công ty khởi nghiệp, đó là vấn đề nhân sự. Không biết là theo Khang thì nhân sự đóng vai trò như thế nào trong một cái quá trình khởi nghiệp của một người? Để trả lời câu hỏi này thì Khang trả lời ngay và luôn, đó là nhân sự đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vì cùng với cái sự phát triển của doanh nghiệp á, thì doanh nghiệp để phát triển lên được thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cần nhiều hơn một người. Mà khi liên quan đến nhiều người thì chắc chắn là chúng ta phải có cái phương cách quản lý. Thì trong chương trình vừa rồi Khang có đưa cho quý vị một cái ví dụ hay là một cái mô hình. Đây là mô hình công ty một người á, nó có là một người họ làm cái dịch vụ là giao hàng tận nơi. Thì người này cách đây 20 năm thì cũng hoặc làm một công việc đó với cái chiếc xe van đó. Thì sau 20 năm thì họ vẫn làm công việc đó và vẫn con người đó và vẫn bao nhiêu khách hàng đó. Vậy thì nếu mà đánh giá họ thành công hay không thì Khang tin chắc là cũng sẽ có người đánh giá họ thành công, bởi vì nếu họ không thành công thì họ biến mất khỏi cái thương trường lâu rồi. Nhưng mà để đánh giá ở góc độ kinh doanh đó, thì sau 20 năm mà quy mô vẫn như vậy thì theo Khang là không thành công. Bởi vì cái câu hỏi đặt ra với người này đó là tại sao họ không phát triển lên được. Thì khi Khang đặt vấn đề này với lại người này thì cái câu trả lời đó là họ không có tìm được cái người mà họ tin tưởng để mà giao lại công việc. Như vậy thì đặt tiếp câu hỏi nữa, vậy thì tại sao có những doanh nghiệp cũng là những doanh nghiệp vận tải như vậy, cũng là những doanh nghiệp giao hàng như vậy, thì tại sao phải có những cái tập đoàn đa quốc gia họ hoạt động không phải ở một khu vực mà hoạt động ở rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và quy mô đến hàng trăm ngàn công ty. Vậy thì sự khác biệt giữa công ty một người và công ty hàng trăm ngàn người đó là cái gì? Thì Khánh tin chắc vấn đề ở đây là vấn đề tổ chức nhân sự. Vâng, nếu mà chúng ta nhảy từ một người lên hàng trăm ngàn người đó là một sự chênh lệch quá lớn. Dạ. Chúng ta nó sẽ thực tế hơn nếu mà chúng ta nhảy từ một chiếc xe van, từ một tài xế lên thành 10 chiếc xe van và 10 tài xế. Dạ. Đó cũng được cho là một thành công nếu mà chúng ta đặt mục tiêu từng bước, từng giai đoạn một. Yeah. Thì chúng ta có thể dễ dàng achieve, dễ dàng đạt được hơn. Yeah. Và chúng ta đưa ra một cái mục tiêu quá cao. Bây giờ chúng ta sẽ đặt mục tiêu là để mà từ một chiếc xe van trở thành 10 chiếc xe van cho cái chuỗi giao hàng của mình, thì mình cần phải tuyển những cái nhân sự như thế nào gọi là thích hợp để cùng nhau phát triển. Khi mà Khang nói đến quy mô công ty một người hay là công ty hàng trăm ngàn người đó, đó là Khang không phải là đưa ra một cái áp lực hay là một cái chỉ tiêu thành công là một người thì mới thành, một người là không thành công hay là hàng trăm ngàn người thì mới thành công. Nó không phải là một cái chỉ tiêu để đánh giá sự thành công. Nó là cái, Khang nói lên cái vấn đề đó là bởi vì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của nhân sự đó là cái gì. Đó là nó khi chúng ta phát triển từ một người mà chúng ta không tìm được người thứ hai để làm việc, trong khi đó có những doanh nghiệp khác họ quản lý được hàng trăm ngàn người như vậy, thì sự khác biệt ở đây đó chính là vấn đề quản trị nhân sự. Thì trả lại cái câu hỏi của Kim Hoàng mà Khang nghĩ là cũng rất là thực tế ở chỗ là chúng ta, Hoàng hãy nói đến chuyện mà xây dựng một cái những cái đế chế kinh doanh hàng trăm ngàn người, chúng ta hãy trả lời bài toán thực tế hơn, đó là chúng ta bắt đầu từ một người rồi phát triển lên tiếp một vài người, hay là một chiếc xe van rồi phát triển lên một vài chiếc xe van để mà đi giao hàng. Vậy thì cái cách như thế nào để chúng ta phát triển, đặc biệt là chúng ta phải tuyển chọn hay là lựa chọn nhân sự như thế nào để phát triển lên từ 1, lên 2, lên 3, lên 4, lên 5, là đến 10 hay là đến 20 người. Thì trong cái đề tài hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề này. Vâng, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dạ. Cách tuyển chọn nhân sự như thế nào để có thể gọi là thích hợp cho cái mô hình hoạt động của công ty. Dạ. Thì cái lịch sử mà phát triển nguồn nhân lực hay là cái khoa học phát triển nguồn nhân lực thì trên thế giới nó đã có lâu rồi. Và gần như là nó có một sự mà khác biệt giữa hai cái trường phái, đó là trường phái Á Đông và trường phái phương Tây. Trường phái Á Đông của chúng ta đó thì do là cái đặc điểm về văn hóa và cái phong tục tập quán nữa, cho nên chúng ta thiên về cái đối xử nhân sự mà chúng ta hay gọi là cái đối nhân xử thế đó. Đó là chúng ta nó có những nguyên tắc rất là cơ bản, đó là
Người Việt mình cũng vậy, chúng ta cũng hay có những câu ví dụ là dụng nhân dụng mộc, có nghĩa là ai cũng có thể sử dụng được. Cái vấn đề là chúng ta nhìn vào cái khả năng của mọi người khác nhau như thế nào để mà coi như là bố trí họ vào những cái công việc nó phù hợp khả năng của họ nhất. Không có ai là dở hay là cũng không ai là giỏi hết, vấn đề là chúng ta lựa chọn cái người, nó bố trí cái người đó vào cái công việc cho nó phù hợp. Thì cái từ dụng nhân dụng mộc hay cái câu dụng nhân dụng mộc thì nó cũng có ý nghĩa như vậy. Ngoài ra thì nó cũng có những cái nguyên tắc với những cái quy luật về tôn giáo, những quy luật nhân quả, hoặc là những cái quy tắc hay là quy luật công bằng, đây có nghĩa là hay là nói đến vấn đề đối nhân xử thế đó, đó là cái gì mà chúng ta không muốn người khác làm cho mình thì chúng ta cũng không nên làm cho người khác, hay là cái gì mà chúng ta muốn người khác làm cho mình thì mình cũng nên làm như vậy đối với người khác. Thì những cái nguyên tắc này nó mang tính Á Đông hơn. Tuy nhiên nếu mà vận dụng vào doanh nghiệp thì vận dụng đúng cách thì nó cũng rất là thành công, và thực tế cho thấy là rất nhiều doanh nghiệp châu Á, đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp Nhật, doanh nghiệp Hàn Quốc, họ rất là thành công trong vấn đề quản trị nhân sự mà cũng dựa trên những nguyên tắc cơ bản này thôi. Khi mà Khang nhắc đến cái doanh nghiệp và những cái sự thành công thì các bạn có nhớ một trong những cái văn hóa của những cái công ty của Nhật. Hiện nay thì không biết là công ty Nhật họ đã sử dụng họ cái phương thức nào trong cái vấn đề quản trị nhân sự, mà hầu hết những cái công ty Nhật, nếu mà chúng ta đưa lên một cái bàn cân cùng một cái công việc, cùng một cái vị trí, cùng một cái tiền lương mà có hai ba sự lựa chọn giữa công ty Nhật, công ty Hàn Quốc và công ty Trung Quốc, Kim Hoàng tin chắc rằng hơn 50% mọi người sẽ chọn nộp xin vào công ty Nhật, là cái có nghĩa là cái ưu tiên hàng đầu của họ. Vậy thì tại sao mà những công ty Nhật này lại thu hút nhiều nhân viên đến như vậy? Nó khác nhau như thế nào nếu mà chúng ta nói về cái phương thức quản lý nhân công của họ? Thì cái đó nó là một phần của khoa học quản lý, có là người Nhật họ rất là thành công trong vấn đề mà áp dụng khoa học và quản lý. Cái nguyên tắc đầu tiên đó là họ tuyển dụng rất là khắt khe và tuyển dụng rất là gắt gao. Các tiêu chí họ đưa ra rất là nghiêm ngặt luôn đó. Nhưng mà khi mà ứng viên mà đã đạt được cái tiêu chí của họ rồi thì những cái chính sách mà họ áp dụng vào quản trị nhân sự là tuyệt vời. Đó là cái chính sách về phát triển con người, có là chính sách về đào tạo. Một người khi mà họ làm việc với công ty Nhật á, họ sẽ được rất là nhiều cái khóa đào tạo, và những đào tạo này nó không chỉ là giúp cho người lao động phát triển về cái kỹ năng mà còn Khang nói thậm chí sẽ phát triển về nhân cách nữa. Có nghĩa là họ sẽ có một cái hệ thống đào tạo con người từ cái nhân cách, đạo đức cho đến kỹ năng, và những cái hệ thống đào tạo này nó cũng là một trong những, nó là một phần trong vấn đề khoa học quản lý về con người mà Khang tin chắc là đối với các tập đoàn lớn, các tập đoàn mà thành công á, thì họ vẫn đang áp dụng. Và đặc biệt là trở lại như vấn đề Kim Hoàng đề cập, đó là gần như là các công ty Nhật họ thành công trong vấn đề mà xây dựng được cái văn hóa này. Và thực tế chứng minh đó là nếu như công ty Nhật để mà đặt lên bàn cân á, họ nếu mà họ tuyển dụng á, thì cái người làm việc họ có xu hướng là thích nạp đơn vào các công ty Nhật để làm hơn. Thì cái này nó cũng là một cái bài học cho các bạn khởi nghiệp, đó là khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp thì chúng ta xây dựng, chúng ta phải có một cái ý tưởng hoặc có ý niệm xây dựng cái hệ thống nhân sự để làm sao mà chúng ta chọn được cái người tốt. Và khi đã chọn được người tốt rồi thì chúng ta sẽ có cái hệ thống làm sao mà nó hệ thống bài bản để mà phát triển về cái năng lực con người để làm sao cho họ gắn bó với mình. Thì nếu làm được việc này, Khang tin chắc là các bạn sẽ rất là thành công. Công ty các bạn không chỉ là một người mà phải có rất nhiều người để thay đi theo các bạn mà muốn làm việc cho các bạn nữa. Như vậy thì chúng ta trở lại với thực tế một chút xíu. Một cái công ty khởi nghiệp của các khán giả của Vietfay TV hoặc là của những bạn trẻ trong những cái gia đình của người Việt, chúng ta thường hay đưa ra những cái thí dụ như là khởi nghiệp bằng hình thức là mở một cái nhà hàng, bằng hình thức mở quán cà phê hoặc mở một lò bánh mì. Thì với một cái mô hình là kinh doanh nhà hàng thì để mà tuyển một nhân viên thì chúng ta sẽ đặt vào những cái tiêu chí như thế nào để cái người để cái công việc đó được thực hiện một cách nó dễ dàng và nó có một cái sự phối hợp nhịp nhàng hơn? Rồi thì Khang sẽ trả lời câu hỏi của Kim Hoàng. Để trước khi trả lời câu hỏi Kim Hoàng đó thì Khang muốn nói tiếp theo cái ý tiếp theo nữa, đó là chúng ta đang nói về khoa học quản lý về nhân sự thì chúng ta đang dừng ở góc độ là cái trường phái của Á Đông của chúng ta. Tuy nhiên thì cũng có một cái trường phái nữa, đó là trường phái của phương Tây. Và trường phái phương Tây theo Khang thì họ xây dựng và họ phát triển cái ngành khoa học và nhân sự rất là bài bản và đã có lịch sử, một cái bề dày lịch sử rồi. Thì cái người đầu tiên đặt cái nền móng và phát triển nhân sự đó, nó có nhà khoa học tên là Frederick Taylor.
Thì ông này là một nhà tâm lý, mà trong ngành nhân sự người ta gọi ông là cha đẻ của ngành khoa học về quản lý, bởi vì ông là người đã đưa ra cái việc mà xây dựng cái hệ thống phát triển nhân sự. Đầu tiên là nó liên quan đến vấn đề tuyển chọn và đào tạo, có là trong mỗi một công việc chúng ta phải xây dựng được một cái tiêu chí, những cái tiêu chí tuyển chọn. Sau khi những cái chúng ta có cái tiêu chí rồi thì chúng ta bắt đầu tuyển dụng. Thì tuyển dụng dựa trên những cái tiêu chí đó, và chúng ta đánh giá những cái ứng cử viên nó phải phù hợp với những tiêu chí đó. Thì sau khi mà tuyển dụng được rồi thì chúng ta phải có cái chương trình đào tạo. Và sau khi chương trình đào tạo rồi thì chúng ta phải có những cái chính sách về khen thưởng, về quản lý như thế nào để cho họ, động viên họ, khuyến khích họ phát huy hết khả năng của họ ra. Đấy, thì sau cái giai đoạn của ông Fredris Taylor là giai đoạn từ năm 1900 đến năm 1930, thì sau đó, thì một số nhà nghiên cứu cũng tập trung vào phát triển như là cải thiện cái mối quan hệ giữa công nhân và người chủ, và các vấn đề mà thành lập những cái công đoàn để mà đấu tranh cho quyền lợi người lao động. Bởi vì mà những năm sau đó, từ năm 30 tới năm 45, hay là tới năm 60, 65 hay là năm 70 đó, thì cùng giai đoạn, trong giai đoạn này thì phát triển của cái ngành công nghiệp nặng nó đòi hỏi những nhà máy có rất rất nhiều công nhân. Thì vấn đề mà tuyển chọn công nhân và đào tạo công nhân cũng như là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa công nhân và giới chủ lúc này trở thành một cái đề tài rất là nóng trên toàn thế giới luôn, chứ không chỉ riêng một doanh nghiệp nào. Thì lúc này cái sự ra đời của công đoàn để đấu tranh cho các cái quyền lợi người lao động. Thì sau giai đoạn đó thì tới giai đoạn năm 65 tới 85 thì lúc này kinh tế Mỹ và Nhật phát triển, và kinh tế châu cũng rất là phát triển, cho nên là cái ngành khoa học quản lý nhân sự nó phát triển theo cái hướng mới nữa. Đó là nó xây dựng cái văn hóa trong tổ chức, và đặc biệt là nó chống lại cái sự phân biệt hay là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị về giới tính. Rồi từ năm 85 đến nay đó, thì cùng với cái sự khoa ra đời của khoa học kỹ thuật số đó, thì cái ngành nhân sự nó phát triển thêm cái mức độ khác nữa, cao hơn nữa, đó là quản lý nhân sự từ xa và áp dụng những phần mềm để quản lý. Vậy thì những phần mềm này nó giúp cho người quản lý có rất nhiều cái lựa chọn và rất nhiều cái gọi là cái thuận lợi để mà quản lý được nhân sự. Và lúc này chúng ta không chỉ quản lý nhân sự tập trung, mà chúng ta có thể quản lý nhân sự mà họ làm việc từ xa, làm việc từ rất nhiều nơi nữa. Thì đó là cái sơ lược về cái ngành quản lý nhân sự. Thì một trong những cái ứng dụng mà Khang thấy là có cái sự tương đồng giữa cái hai trường phái, đó là trường phái phương Đông và trường phái phương Tây đó, đó là cái thuyết nhu cầu của một nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, ông tên là Abraham Maslow, thì chúng ta hay gọi là cái thuyết nhu cầu của Maslow. Thì gần như là cái thuyết nhu cầu của Maslow này giúp cho các cái nhà khoa học quản lý nhân sự, kể cả phương Đông, kể cả phương Tây, đều thừa nhận là cái học thuyết của ông rất là hay. Và cái thuyết nhu cầu Maslow nó xây dựng cái hình tháp về nhu cầu cơ bản của con người. Mà nếu như chúng ta áp dụng những nguyên tắc này vào trong kinh doanh, trong thực tế kinh doanh, mà đặc biệt là áp dụng trong cái vấn đề quản lý nhân sự nữa, thì Khang tin chắc là rất là thành công. Vậy thì các bạn khởi nghiệp là phải tìm đọc những cái tài liệu về cái thuyết nhân sự Maslow này, để ít nhất là chúng ta có một cái khái niệm áp dụng như thế nào theo cái hình kim tự tháp, có nghĩa là từ mức độ 1 người lên thành 10 người, lên thành 100 người, cái tháp nó cứ to dần ra. Cái thuyết Maslow thì Khang có thể tóm tắt cho các bạn như thế này, nó rất là cơ bản. Đó là cái nhu cầu của mỗi con người hay là nhu cầu của mỗi người lao động nó có cái nhu cầu cơ bản, đó là năm cái nhu cầu mà nó xếp từ thấp đến cao. Thì cái nhu cầu đầu tiên nhất là nhu cầu về sinh lý, đó là những nhu cầu về ăn uống, về được nghỉ ngơi. Thì nếu như chúng ta tuyển chọn một người chúng ta phải đáp ứng được yêu cầu này cho họ. Đây là yêu cầu cơ bản mà nó là yêu cầu của số đông nhất. Thì cao hơn một xíu đó là cái nhu cầu an toàn, đó là khi ta làm việc chúng ta phải đáp ứng được cho họ với những cái yếu tố về an toàn lao động. Đấy, cao hơn một bậc nữa, sau những cái nhu cầu về sinh lý, nhu cầu về an toàn nữa, đó là nhu cầu về xã hội, đó là họ cũng được, tất cả con người gần như là ai cũng muốn được yêu thương, muốn cái nhu cầu có tình cảm. Như vậy thì nếu chúng ta áp dụng cái nhu cầu này hay là trong cái quản lý nhân sự đó, thì chúng ta thấy là cái việc động viên khen thưởng thì nó đáp ứng được cái nhu cầu này liền. Và cao hơn cái nhu cầu về tình cảm đó, đó là nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu được công nhận. Thì nếu như chúng ta thấy trong một số nhân viên chúng ta làm việc, có những bạn làm việc giỏi, và chúng ta, nếu như các bạn, chúng ta cho các bạn này quản lý các bạn khác, thì thứ nhất các bạn này được thể hiện cái năng lực, cái thứ hai nữa các bạn này truyền những cái cảm hứng hay là truyền những kinh nghiệm cho các bạn khác, thì ngược lại các bạn này
nếu mà các bạn có được một vị trí cao hơn thì các bạn được công nhận nè, thì đấy là cái nhu cầu, gọi là cái nhu cầu cao, gần như là cao nhất của con người. Rồi đến cái nhu cầu cuối cùng, đó là nhu cầu quyền lực. Có là các bạn khi mà chúng ta lựa chọn được những cái người lãnh đạo trong nhóm rồi, chúng ta cho họ cái quyền để mà cho họ phát huy khả năng của họ, và chúng ta cho họ cái quyền quản lý những người khác, thì đây là cái nhu cầu cao nhất của con người. Tức là trong cái tháp nhu cầu đó, những nhu cầu về sinh lý, nhu cầu về an toàn, nhu cầu về xã hội, hay nhu cầu được tôn trọng, và cuối cùng là nhu cầu quyền lực. Thì nếu chúng ta áp dụng cái thuyết nhu cầu này vào trong quản lý nhân sự thì Khang tin chắc là sẽ rất thành công. Kể cả cái công ty của chúng ta, dù là có văn hóa ở phương Đông hay phương Tây gì, thì nó cũng đều cơ bản nó có những cái nét tương đồng, cái nét giống nhau như vậy. Vâng, nói ra thì nó rất là đơn giản, trong cái nhu cầu này nghe nó quá là đơn giản phải không quý vị? Nhu cầu sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng và quyền lực. Nhưng dĩ nhiên để mà chúng ta thực hiện mỗi một step, mỗi một nhu cầu, mỗi một cái giai đoạn thì nó cần phải cái người điều hành, nó phải có một cái sự kiên trì, nó cũng cần phải có một cái khoa học, một cái bài bản nhất định để chúng ta đi theo cái hướng phát triển như thế. Trở lại, không biết là bây giờ đã có thể trở lại câu hỏi của cái Hoàng hay chưa, có nghĩa là chúng ta đi vào thực tế. Nãy giờ chúng ta nói chung về tất cả những cái nghiên cứu về Á Đông cũng như là về phương Tây trong cái việc quản lý nhân sự. Trở lại với công việc hiện tại của một cái nhà hàng, bởi vì luôn luôn khán giả họ sẽ có những cái thắc mắc làm thế nào để từ một nhà hàng họ có thể phát triển thành một chuỗi những cái nhà hàng, những cái franchise. Đó cũng là một cái niềm đam mê. Khi chúng ta bắt đầu là nhà hàng của chúng ta thành công rồi thì ai cũng có thể nghĩ tới làm sao để có được cái chuỗi nhà hàng ở trên khắp Sydney, trên khắp nước Úc. Như vậy thì chúng ta phải bắt đầu tuyển nhân sự như thế nào? Những cái kiến thức mà về quản lý nhân sự mà Khang vừa đề cập với Kim Hoàng á, thì nói nghe thì nó lớn như vậy, nhưng mà Khang tin chắc là áp dụng rất là thực tế. Thì Khang chỉ ra cái thực tế đó để trả lời cho câu hỏi của Kim Hoàng. Đó là khi các bạn khởi nghiệp thì các bạn muốn tìm người để mà gọi là thực hiện cái công việc của mình. Bởi vì khi các bạn khởi nghiệp thì phát triển đến mức nào đó thì chúng ta sẽ bị quá tải. Chúng ta sẽ không thể thực hiện được hết các công việc mà chúng ta muốn làm. Vậy thì chúng ta phải tìm được người. Thì vấn đề tìm người như thế nào thì để trả lời cho Kim Hoàng. Thì để chúng ta ứng dụng, nếu chúng ta ứng dụng các nguyên tắc tâm lý hay là cái sự hiểu biết chúng ta về cái ngành nhân sự như Khang vừa đề cập á, thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vô trong công việc. Đầu tiên đó là chúng ta phải bắt đầu từ cái việc mà tuyển dụng hay là quản lý nhân viên. Thì tuyển dụng, thì để mà tuyển dụng thì chúng ta phải có được một cái tiêu chí, hay là chúng ta có cái mô tả công việc. Nó phải cụ thể, nó phải rõ ràng, và chúng ta phải xây dựng được những thông tin cơ bản để một người tuyển dụng. Chúng ta hỏi người họ thì họ cũng phải hỏi ngược lại chúng ta. Hay lấy ví dụ như giờ trở lại cái nhà hàng, chúng ta tuyển một cái người đơn giản là người đầu bếp hay là người giải bàn. Thì đối với người đầu bếp thì những cái tiêu chí chúng ta phải xây dựng được. Đây là người đầu bếp, chúng ta phải biết sử dụng dao, kéo, sẽ phải biết nấu ăn, mà đặc biệt nữa là đầu bếp đôi khi chúng ta phải cho họ nấu thử cho chúng ta ăn nữa, cho chúng ta thấy cái khẩu vị của người này nấu nó có phù hợp với lại cái tiệm của mình hay cái nhà hàng mình, hay là phù hợp với mình hay không, cái mình mong muốn hay không, chứ không phải là họ muốn cái gì. Chúng ta phải có những cái tiêu chí cụ thể như vậy. Cái thứ hai nữa là họ phải có những cái hiểu biết cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, hoặc là họ phải có những cái bằng cấp, hay là họ phải có những cái chứng chỉ hành nghề. Đấy, chúng ta phải có những tiêu chí cụ thể rõ ràng như vậy. Rồi chúng ta phải có những cái vấn đề về đào tạo nữa. Bởi vì đầu bếp thì họ chỉ được học trong trường lớp, hoặc là họ có kinh nghiệm từ môi trường khác thôi. Thì khi mà vào đến môi trường này rồi thì chúng ta sẽ phải, ngoài những việc phỏng vấn, chúng ta phải cho họ có cái cơ hội để thử việc, để chúng ta cho họ có cơ hội làm quen với cái bếp mới, với cái môi trường làm việc mới. Thì đây là tất cả những cái việc này nó đều liên quan đến vấn đề cái chế độ tuyển dụng hết. Cái là việc trở lại, việc đầu tiên của chúng ta là xây dựng được những cái tiêu chí cho cái công việc. Đây là những cái đòi hỏi mà cái ứng viên phải đáp ứng được. Đấy, thì trở lại câu chuyện của nhà hàng. Ví như chúng ta muốn tuyển một người chạy bàn cũng vậy. Đầu tiên là chúng ta phải tuyển chọn được các bạn mà có cái kỹ năng dịch vụ khách hàng. Đầu tiên là các bạn phải biết niềm nở vui vẻ, hay là biết những cái cơ bản về kỹ năng giao tiếp, biết tiếp khách, biết gặp khách, biết chào hỏi. Nếu các bạn thụ động hay là các bạn không có cái sự giao tiếp tốt thì chắc chắn là cái dịch vụ khách hàng nó sẽ không tốt. Đấy, thì đó là những cái tiêu chí mà chúng ta đưa ra. Thì song song với cái tiêu chí này đó thì chúng ta sẽ phải có đưa cái mức đãi ngộ cho họ. Chúng ta phải xây dựng được cái mức đãi ngộ. Đãi ngộ đầu tiên đó vấn đề về tiền lương. Vấn đề cơ bản là cái người làm việc chúng ta phải, họ phải cũng phải nhận lương. Thì cái lương như thế nào, cái giờ giấc làm việc như thế nào, địa điểm làm việc ở đâu,
và cái thời gian thử việc như thế nào, và thời gian làm việc chính thức sẽ như thế nào. Rồi trong những trường hợp mà đối với nhà hàng thì chúng ta phải làm việc cuối tuần thì làm việc cái chế độ làm việc ra sao. Bởi vì cái ngành nhà hàng đặc biệt á, là các bạn sẽ phải làm việc rất nhiều vào cuối tuần. Mà nếu như các bạn không có sẵn sàng làm việc đó thì chắc chắn là sẽ rất là khó để làm việc. Thì đấy là những cái tiêu chí mà chúng ta bắt buộc phải có ngay từ ban đầu. Đó là những cái tiêu chí về tuyển dụng và quản lý nhân viên. Sau đó, đó là đào tạo và phát triển năng lực. Đào tạo phát triển năng lực này á, thì đây là dần tiếp theo. Nhưng chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã chọn được những người phù hợp rồi. Thì chúng ta sẽ có cái biện pháp để làm sao mà gọi là đào tạo họ, quản lý họ, khuyến khích họ làm việc, gắn bó lâu dài với chúng ta. Bởi vì trở lại câu chuyện của nhà hàng, chúng ta đã tuyển đầu bếp rồi, nhưng mà chúng ta không có cái biện pháp chăm lo, cái người chủ không biết thăm hỏi hay là cũng không biết động viên khi họ làm việc nhiều hơn, thì chúng ta thưởng họ bằng tiền, thưởng họ bằng những cái giải thưởng, hay là thậm chí thưởng họ bằng một buổi đi ăn. Những cái biện pháp đó nhỏ nhưng mà nó có tác dụng rất là lớn trong cái vấn đề mà phát triển nguồn nhân lực, mà Thanh tin chắc là các bạn nên lưu ý. Có nghĩa là cái chương trình của mình nó sẽ lại phải tiếp tục kéo dài hơn nữa. Là bởi vì trong những khoảng 20 phút vừa rồi đó, thì Nguyên Khang nói rất nhiều về những cái điều cơ bản khi mà chúng ta tuyển dụng một người, cũng như là tất cả những khoa học gia đã chứng minh các biện pháp tuyển dụng nào được thành công theo phương thức Á Đông cũng như là theo phương thức phương Tây. Và đi vào trường hợp cụ thể với một cái nhà hàng thì cái việc tuyển dụng cũng như là cái việc đưa ra những cái yêu cầu của công việc là một trong những cái quan trọng nhất để xem người nhân viên mình tuyển có đáp ứng được không. Và quan trọng là chúng ta cần phải cho họ một cái khoảng thời gian để thử việc. Bởi vì họ phải có cơ hội thử việc thì họ mới có cơ hội để cho người chủ thấy được cái khả năng thật sự của họ. Nếu mà chỉ thông qua một cái buổi interview 5-10 phút nửa tiếng thì chúng ta cũng không thể nào có thể nhìn thấy được cái tay nghề, cái kỹ năng của họ. Và cái quá trình mà chúng ta đào tạo đó là cái bước thứ nhì để chúng ta phát triển từ một cái người nhân viên cơ bản thành một cái người nhân viên thuần thục. Có lẽ là cái bước đào tạo này chúng ta sẽ phải để dành lại trong chương trình kế tiếp, là bởi vì nếu mà chúng ta tiếp tục đi sâu vào nữa thì chúng ta sẽ không đủ thời gian để mà các bạn có thể gói gọn lại những cái thông tin ngày hôm nay. Đó là để tuyển dụng một người nhân sự mới, đầu tiên hết là cái người chủ phải xây dựng những cái quy định của cái công việc. Mỗi một vị trí công việc trong công ty nó đều có những cái yêu cầu, những cái quy định khác nhau. Thì trước khi chúng ta nghĩ đến vấn đề tuyển dụng đăng báo thì chúng ta phải có những cái quy định đó để tất cả mọi nhân viên đều có thể theo đó mà họ thể hiện kỹ năng của họ. Và qua cái vấn đề mà chúng ta đã tuyển được người rồi thì chúng ta nên cho họ cái thời gian để họ có sự trải nghiệm, và hai bên cũng có sự tương tác để mà làm việc với nhau. Ngoài việc làm việc với người chủ còn làm việc với những bạn đồng nghiệp khác nữa. Cái môi trường làm việc nó cũng rất là quan trọng, và tất cả nó sẽ nằm trong cái giai đoạn thử nghiệm hết. Là bởi vì nếu mà trong cái khoảng thời gian thử việc này mà chúng ta không thể nào get along, có nghĩa là không thể nào hòa đồng được với những nhân viên còn lại, thì cái quá trình mà chúng ta làm việc lâu dài nó cũng sẽ trở nên rất là khó khăn. Thì trong cái số sau đó thì Khanh sẽ chia sẻ các bạn thêm nữa về các chính sách như là quản lý hay là xây dựng cái sự trải nghiệm cho nhân viên, cũng như xây dựng cái môi trường văn hóa làm việc để làm sao các bạn làm việc chung với nhau. Và Khanh cũng sẽ chia sẻ với cái kinh nghiệm cá nhân của Khanh, bởi vì trước khi làm chủ thì Khanh cũng đã từng đi làm rồi. Thì cho nên là Khanh cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm đó, thì hy vọng là các bạn sẽ nhìn thấy được những cái kinh nghiệm đó, những cái nét tương đồng với chính môi trường của các bạn. Và trước khi chúng ta chấm dứt chương trình đó thì Công Hoàng cũng thứ nhất là cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã đến tham dự cái buổi tiệc giao lưu của VietTV vào Chủ nhật vừa qua. Và cũng trong cái tâm tình này thì trong ngày mai Chủ nhật, VietTV sẽ có một cái chương trình gọi là tóm tắt lại tất cả những cái sinh hoạt trong ngày Chủ nhật. Nếu quý vị nào ở xa và quý vị nào không tham gia được buổi giao lưu thì chúng ta cũng có thể theo dõi hình ảnh của buổi giao lưu này qua những cái đoạn video mà VietTV sẽ cho phát vào ngày mai. Và chắc chắn là Nguyên Khoang cũng đã hoàn thành rất tốt công việc của mình rồi, phải không? Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian đến chia vui với VietTV Australia, cũng như là chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của mình. Và đặc biệt Khang rất là vui vì có rất nhiều ý kiến động viên Khang, có những ý kiến động viên rất là chân thành. Có như có một số anh chị cũng đã nói những lúc đầu nghe Nguyên Khang nói chuyện chưa có được lưu loát lắm, bây giờ thì tốt lên rồi.
Con xin chân thành cảm ơn. Vâng, đó là những cái liều thuốc bổ đó quý vị, nó vô cùng có giá trị để mà tất cả những người làm nghề như chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ cộng đồng, mà như những người tiền bối trong cái bữa tiệc giao lưu kia cũng đã giao trách nhiệm. Việt TV không mà tiền thân của Việt TV là Việt Pay TV đã hoạt động hơn 10 năm. Điều này cũng có nghĩa là Việt TV phải tiếp tục hoạt động trong 10 năm sắp tới, và sau đó là chặng đường 10 năm sau nữa. Có nghĩa là trách nhiệm của anh em chúng tôi rất là dài, nhưng nếu không có sự ủng hộ của quý khán giả thì cái trách nhiệm này rất khó để thực hiện. Và vì vậy Kim Hoàng hy vọng là quý vị khi theo dõi chương trình của Việt TV, thứ nhất là chúng ta nhớ bấm nút đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được những tin tức cập nhật mới nhất. Và thứ nhì là chúng ta nhớ bấm nút like để cho mỗi một chương trình của Việt TV thực hiện. Một lần nữa cảm ơn Nguyên Khang đã cùng tham gia chương trình. Cảm ơn Kim Hoàng và cảm ơn khán thính giả của Việt TV Australia. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tuần tới.